Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà lại chưa biết đến những chiến lược trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này. Trong kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi quyết định đến việc là công việc kinh doanh ấy có thành công hay không. Nếu bạn bán lẻ tốt thì bạn mới có được cái khả năng đào tạo kèm cặp cho thành viên đội nhóm của mình cùng bán lẻ tốt. Từ đó thì sản phẩm mới có thể đến được tay người tiêu dùng cuối cùng. Đồng nghĩa với việc là số tiền bạn kiếm được nó thực sự đến từ việc giải quyết vấn đề cho người khác. Còn nếu như bạn không thể bán lẻ tốt, thành viên của bạn cũng không thể bán lẻ tốt thì hàng chỉ quanh quẩn ở trong đội nhóm, trong hệ thống mà thôi. Không sớm thì muộn, công việc kinh doanh của bạn sẽ bị đứt gãy. Tôi còn nhớ rằng là có một chị học viên ở Nghệ An, chị ấy nhắn tin rằng chính cái cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này này đã cứu cánh cả một cái công việc kinh doanh online của chị ấy đấy. Cách đây 2 năm, chị ấy thực sự bế tắc, không biết đăng bài ra sao, không biết làm thế nào để tiếp cận thêm những khách hàng mới. Tình cờ thì chị ấy thấy ở trên Facebook có thông tin về cuốn sách, thế là đặt mua. Chị ấy cũng thành thật kể rằng là từ bé đến giờ chưa từng đọc hết một cái cuốn sách nào bao giờ cả. Nên khi mà nhận được sách ấy, nhìn thấy cuốn sách nó dày, cảm giác cũng hơi bị nản. Nhưng vì một phần là tiếc tiền, thì số 2 nữa là vấn đề đang gặp về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm nó quá lớn rồi, không có hướng giải quyết nào cả, nên quyết tâm đọc vậy. Ngay lần đầu tiên nhá, chị ấy bảo rằng là mở ra đọc cảm thấy vỡ òa, vì cách viết nó rất là dễ hiểu và những cái chỉ dẫn trong đây nó rất là thực chiến, thế là vừa đọc vừa ghi chép ra để thực hành luôn. Chưa đầy một tháng sau thì chị ấy đã đạt đến cấp độ tự tin để chia sẻ kiến thức ở trong đấy cộng thêm trải nghiệm của mình nữa cho các thành viên đội nhóm cùng làm theo luôn. Và đến bây giờ thì cuốn sách luôn là cẩm nang song hành. Cứ khi nào mà bị ý tưởng, chị ấy bảo rằng là mở cuốn sách ra cái là cả một bầu trời ý tưởng của thầy nó chuyển sang cho em luôn. Sẽ chẳng có ai cam kết với bạn rằng là đọc một cuốn sách của họ thì sẽ giúp cho bạn chắc chắn tăng được doanh số gấp bao nhiêu lần cả đâu. Riêng Hán Quang Dự có một cái cam kết dành cho bạn là chỉ cần có cuốn sách này trong tay, trong 7 ngày đầu tiên đọc nó một lần thôi, thấy rằng nó không phù hợp với những gì mình mong muốn, thấy rằng nó khó hiểu quá, thì báo lại cho Hán Quang Dự hoặc là trợ lý thì bạn sẽ được hoàn lại cuốn sách này và nhận lại số tiền. Hãy comment hoặc liên hệ theo số Zalo của thầy Dự, Hán Quang Dự nha, 0982463980, để bạn sẽ nhận được cái thông tin ưu đãi mới nhất cho cái cuốn sách tại thời điểm này. À, thầy Dự muốn nói thêm với bạn điều này, chẳng ai nghèo đi khi đầu tư tiền để mua một cuốn sách cả, nhưng rất nhiều học trò nữ của thầy Dự đã trở nên giàu có trong một thời gian ngắn vì những chỉ dẫn rất chi tiết thực chiến trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này đấy.